Kính thưa quý vị, mặc dù đã định cư nơi xứ người, nhưng những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn không quên những đồng đội của mình đã nằm lại nơi quê nhà. Đứng bên cạnh tôi là ông Nguyễn Quang Hạnh, Chủ tịch Hội Nàng Gỗ, người đã có những nỗ lực trùng tu lại những ngôi mộ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong vòng 20 năm qua. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Hàng năm, ông Nguyễn Quang Hạnh đều trở về Việt Nam. Tháng 4 vừa qua, ông Hạnh đã về lại Việt Nam sau 3 năm không đi được vì đại dịch COVID-19, nhưng không phải trở về để ăn Tết hay du lịch mà với một mục tiêu rõ ràng. Qua 3 năm bị dịch COVID không về được, năm nay tôi cố gắng trở về thăm lại anh em phía binh và trùng tu một số mộ của anh em tử sĩ tại nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng hòa. Kể từ năm 2003 đến nay, ông đã trùng tu được 3 3080 ngôi mộ. Trong chuyến đi lần này, ông Hạnh đã bỏ ra gần một tháng để nhổ cỏ cũng như sơn phết lại những ngôi mộ đã được xây lại trước đó. Vừa rồi thì tôi đi cũng thời gian cũng khá lâu, đi các nơi để gặp anh em thương phế binh và cái chính là sân 2.000 ngôi mộ của tử sĩ những mộ này thì trước kia tôi đã thực hiện xây mới bằng xi măng 3.080 ngôi mộ. Thì cái thời gian quá dài thì những mộ đó bị cỏ bao phủ rong rêu. Nên chỉ lần này thì cho phá cỏ và cạo rong rêu rửa sạch để sơn lại. Ngoài ông Nguyễn Quang Hạnh, cũng có nhiều cá nhân tổ chức khác đã góp phần vào việc trùng tu này. Cho đến nay, hầu như không còn ngôi mộ nào bằng đất tất cả đều đã được xây lại bằng xi măng và đã được gắn bia. ngoài chúng tôi ra thì có các cái tổ chức ở Mỹ, ở Canada, nói chung là trên thế giới kể nhiều người ý xây bây giờ không còn mộ đất nữa mà hoàn toàn bằng xi măng. Nghĩa trang quân đội biên hòa được thành lập từ năm 1967 cho đến năm 75 là nơi chôn cất của khoảng 16.000 tử sĩ Việt Nam Cộng hòa. Sau 30 tháng 4 năm 75, Nghĩa Trang được giao cho Bộ Quốc phòng của Nhà nước Cộng sản Việt Nam quản lý. Việc đến thăm rất nghiêm ngặt, Nghĩa Trang không được ai chăm sóc, trở thành tiêu điều hoang phế. Trước ở đây, 2003, đó, thì mình vào làm năm, hay là 10 có mộ thôi. Nhưng mà sau khi dễ dãi hơn, thì mình vào làm được hàng trăm ngôi mộ. Nhưng mà mình phải ký hợp đồng với một cái tổ chức xây dựng có chứng nhận xây vô nhiêu mộ, tiền bạc ra sao, rồi có đóng dấu đàng hoàng. Đến năm 2006, Nghĩa trang quân đội Biên Hòa được dân sự hóa và đổi tên thành Nghĩa trang Nhân dân Bình An. Kể từ đó, việc thăm viếng Nghĩa trang cũng dễ dàng hơn. À, bây giờ nó cái chuyện mà vào nghĩa trang quân đội biên hòa để mà thăm viếng lễ bái dọn cỏ mộ tử sĩ không còn vấn đề gì khó khăn hết nếu mà mình đi đông đó thì vào cổng họ lấy một chứng minh nhân dân bách bo của một người trong số người đi đó rồi mình vào tham viếng mình quay phim chụp hình không có gì trở ngại là cựu sĩ quan bộ binh Việt Nam Cộng Hòa bị đi tù 5 năm sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản năm 1985 ông rời Việt Nam với một lời ước nguyện những ngày cuối của 75 Đức thân tôi đã đưa đồng đội tôi vào trong đó để mai táng sau này định cư được ở Pháp thì có mục đích của tôi là làm sao xây năm mười ngôi mộ của anh em đồng đội cũng là tổ ông nguyễn rồi đến pháp ông thành lập hội nạn gỗ năm 1989 và đã giúp hàng chục ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bằng hiền kim hoặc bằng xe lăn trong vòng 28 năm cũng như thực hiện lời hứa năm xưa hôm nay tuổi già sức yếu trước khi về đây tôi cũng phải vào bệnh viện 15 ngày nhưng mà đã hứa trong lòng phải về lần cuối cùng để từ giả các tử sĩ Và mong rằng anh em chứng minh lòng thành của tôi Nguyễn Quang Hành Một lòng nghĩ đến anh em Đứng trước hàng ngàn ngôi mộ, nơi những đồng đội đã nằm xuống Để chiến đấu cho một miền Nam tự do, dân chủ Ông Nguyễn Quang Hành không khỏi bùi ngùi Lúc ban đầu đó, lúc mà chưa cho xây dựng đó thì về nhìn thấy là đau lòng. nhưng mà hơn 10 năm nay, mộ anh em được tu sửa, xây dựng và thân nhân thăm viếng lễ bái nhiều. Thì tôi thấy đó cũng là một sự an ủi cho những tử sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do của miền Nam Việt Nam. Sau khi đã bình thường hóa ban giao Việt Mỹ vào năm 1995, Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng, những người lính miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thì được đối xử ra sao? Ông Hạnh chia sẻ. Nó đến cái chuyện đó thì thật là mình rất là đau lòng. Chính phủ Mỹ cũng cung cấp những cái hố trong tập thể của lính miền Bắc để họ lấy hài cốt lên. Ngược lại, và tới bây giờ thì chưa hề đề cập đến cái việc tìm kiếm những cái hài cốt của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để có thể thực hiện được công việc này, ông Hạnh cho biết đã kêu gọi sự đóng góp từ bạn bè và người thân. Cái nguồn tài chánh đó thì của bà con Đồng Hương và chính trong gia đình của tôi ở Mỹ, ở Canada hỗ trợ tài chánh. Rất may mắn công việc làm của tôi được đồng hương xa gần hỗ trợ tài chính và khuyến khích vừa rồi tôi về sơn phết lại hai ngàn ngôi mộ thì cũng được sự hỗ trợ của chùa khánh anh nhất là thầy trụ trì chùa khánh anh và phật tử hỗ trợ để tôi làm việc đó ở tuổi bắt tuần ông hành không biết mình có thể tiếp tục công việc này được bao lâu rời nghĩa trang biên hòa về lại pháp để lại những đồng đội đã nằm xuống sau lưng ông chỉ mong muốn bà con đồng hương về thăm quê hương cố gắng đến thăm anh em tử sĩ thắp một nát nhang hay là sơn một ngôi mộ đó là một sự tỏ lòng đối với anh em tử sĩ đã hy sinh cho lý tưởng tự do từ Paris từ ngàn tương trình cho đài SBTN